Nữ TikToker Hằng Du Mục sau phiên livestream nông sản Việt kết hợp với nhiều thương hiệu sạch cùng Quang Linh Vlogs chốt đơn gây bão trên TikTok, thì mới đây cô đã di chuyển về Trung Quốc. Tuy nhiên đáng chú ý, kiếp nạn vẫn chưa hết. Sau những phiên livestream bùng nổ ở Việt Nam, Hằng Du Mục nhanh chóng về Quảng Châu, Trung Quốc. Cô cho biết vì không có thời gian để ăn thêm nhiều món Việt Nam nữa nên cô đã ăn một suất cơm tấm sườn ở sân bay trước khi về Trung Quốc cho đỡ nhớ đồ ăn quê nhà. Ấy thế nhưng, Hằng Du Mục đã rất thất vọng trước những gì mình nhận được. Trên trang cá nhân, Hằng Du Mục bày tỏ sự bức xúc cùng nỗi thất vọng khi một món ăn nổi bật của Việt Nam lại bị thiếu đi linh hồn, đó chính là bát nước mắm. Và hàng cơm tấm mà Hằng Du Mục gọi đã cho khách ăn cơm cùng, nước tương. Hôm nay Hằng gấp gáp về lại Quảng Châu, do không có thời gian để ăn thêm ở Việt Nam nên chỉ có thể ghé vào quán ăn tại sân bay để gọi suất cơm tấm sườn vội cho chuyến về Việt Nam lần này để đỡ nhớ, đỡ thèm. Hằng đợi 20 phút, các bạn bưng ra một dĩa cơm tấm và một chén nước tương. Hằng hỏi cho Hằng xin chén nước mắm, bạn bưng ra chén nước mắm mặn với ớt. Lúc này thất vọng không biết phải nói gì nữa. Vốn dĩ Việt Nam chúng mình ăn cơm tấm không ăn cùng nước tương. Và cơm tấm không thể thiếu linh hồn, cơm tấm cũng là nét văn hóa ẩm thực của Việt Nam, du khách nước ngoài sẽ nói gì khi trải nghiệm. Nhìn vào đây Hằng thấy được một điều, khi hời hợt và không làm bằng cái tâm thì sẽ không có khách hàng nào ở lại. Hoặc là không làm, hoặc là làm cho tới nơi tới chốn, không có ngang chừng. Đây không phải lần đầu tiên dân tình tranh cãi về món gia vị ăn kèm cùng cơm tấm. Cơm tấm của Việt Nam sẽ được ăn cùng một bát mắm ớt có đủ hương vị chua, cay, mặn, ngọt được pha chế từ mắm, chanh, ớt, đường, đặc biệt là ớt thì phải băm nhuyễn. Hương vị bát mắm ớt sẽ thật sự ngon khi có sự hòa quyện, một hương vị dường như sinh ra để dành riêng cho món cơm tấm. Có thể nói, sự khó chịu, nỗi bức xúc của Hằng Du Mục cũng là nỗi bức xúc chung của nhiều người. Đó không chỉ là một bữa ăn bị mất ngon vì hương vị không như mong đợi, mà đó còn là món ăn mang hương vị quê hương bị làm sai lệch. Việc gìn giữ hương vị món ăn quê hương cũng là điều vô cùng quan trọng. Bởi vậy, Hằng Du Mục mới nhấn mạnh, hoặc là không làm, hoặc là làm cho tới nơi tới chốn, không có ngang chừng. Trước đó, trên phiên livestream bán sầu riêng cùng người em Quang Linh Vlogs, dân mạng cũng vô cùng bức xúc trước thái độ nói chuyện của O Huyền Sầu Riêng, bà chủ của hãng sầu riêng sạch trên phiên live này. Theo đó, O Huyền đã có những lời nói bị chê kém duyên, thái độ không tốt với Quang Linh, bị ném đá đến mức cô phải lên tiếng xin lỗi. Cụ thể, trong phiên livestream ngày 7 tháng 7 của Hằng Du Mục, khi đại diện cho nhãn hàng sầu riêng cùng livestream, O Huyền Sầu Riêng liên tục có những câu nói kém duyên khi nói Quang Linh Vlogs như không, đừng mời Linh lên nó ăn hết sầu riêng, nhất quyết không mời, không được, tháng 8 có lễ hội sầu riêng ở Đắk Lắk. O Huyền mời nha, chị có mời Linh đâu, ăn cỡ như Linh thì làm sao ai nuôi cho nổi. Mời tất cả mọi người trừ Linh nha, Linh, dịch sang một bên đi, ăn một phát là không còn sầu riêng bán. Việc O Huyền liên tục lặp đi lặp lại những nội dung như vậy khiến cư dân mạng cảm thấy bất bình. Sau phiên livestream, trên mạng xã hội, cộng đồng mạng liên tục bày tỏ sự phẫn nộ với O Huyền Sầu Riêng và đòi hủy đơn mua sầu riêng.